Alo, em đi làm chưa? Đây anh em á. Thôi hỏi cũng được mà, lấy son cho anh chi? Anh đàn ông mà sao son tiền? Nói thôi. Ủa em đang đâu? Bỏ ra bên chân này xíu nữa em chạy qua luôn. Rồi em có đem thịt, đem máy được theo chưa? Có máy đầy đủ rồi. Lát lên cắm vô nướng ăn nhé. Dạ. Ok là, ok là. Này có 42 ông bà tối ngày nó hay lắm hả? Trời ơi tập thể dục ghê lắm. Này tập 4 tiếng. Tại nhà anh trên sân thượng nó có một cái phòng gym đã tập các bộ phối hợp xuyên tập. Ăn thì ăn cá hấp cá luộc được không ạ? Hay quá. Vậy mà là nó mập. Nó lừa em. Lừa đó. Nó nhắn tin với em nó là nó mập. Tức ghê. Sáng bắt đầu khoảng tầm chín giờ mấy rồi nghe. Chúng ta phải chọn nhà chăm chay. Mới nhà. Vậy hả? Ừ. Nhà có nhiều loại. Nhà ngõ hàng. Để nhảy dây á, nhạc thâm chẳng á. Cái lập một hồi im, là bắt đầu vô bài tập. Và một cuối cùng mới nghe mấy cái nhạc anh đến bên em chúng ta chia đó. Là nhạc thư giãn á. Ừ, là biết sắp xong hay không xong liền à. Vui lắm. Mấy nam tính với thằng tính. Bà dưới làm cho anh đang chuẩn bị quay với lại Hải Phương, Cả Như rồi đây nè. Mấy Hải Phương, Cả Như, Thanh Duy, Duy Liên, Duy Liên, Vô Lâm rồi nè. Đang chuẩn bị phỏng vấn. Lúc nào cũng thành công, lúc nào phải làm gì có tiền đâu mà ăn cho nhiều, cho nhà cây được đâu. Nay về sớm nè, mày có ăn gì không? Quảng cáo thì vô liên tục. Show nào là chính show đó, em cũng bước. Cái gì cũng làm đó, em mới làm đó. Thôi nha, em làm mặt đó nha. Lợi nhuận khủng. Ủa chị chúng rồi luôn. Chung hết rồi chị Như. Biết rồi. Dạ. Ủa gì hả? Ghê vậy? Nấu cơm mà ghê gì? Không, vậy cũng ghê. Ghê nấu được cơm là ghê. Nấu các món với cơm miền Tây, tàu hả? Xin rồi. Ủa bình thường mà. Cái này có khi phải làm bà ông Giang Vlog đây. Ui bây giờ có con xuống đây. Con coi nhà thiếu nhi không à? Cho con bú thôi, cho qua nhà thiếu nhi. Cho bú xong rồi chạy đi làm. Ủa kia mà lâu lâu có vô lần hả? Ừ, có xô thì mới vô thôi. Chồng lòng rồi đó hả? Ừ. Ủa thân tình quá à, lâu lâu mới nói chuyện thân tình được. Bình thường có toàn là một người chặt chém một người hàng ghế MC, một người chặt. Nè, tâm bất biến với dòng đời dạng biến mình thấy không? Nó hỏi anh cũng đâu chắc. Alo, em đi làm chưa? Đây, thôi hỏi cũng được mà, lấy son cho anh chi? Anh đàn ông mà sao son tiền? Nói thôi. Ủa em đang đâu? Bỏ ra bên chân này xíu nữa em chạy qua luôn. Rồi em có đem thịt, đem máy được theo chưa? Có máy đầy đủ rồi. Lát lên cắm vô nướng ăn nhé. Dạ. Ok là. Ngon. cái máy nướng thịt với lại thịt ướp sẵn cho bà đem theo đâu. Lên trên làm kịch bản, bà nướng bà ăn, bà làm kịch bản cho trên chỗ bà làm á, sáng dậy tức
Ờ, mấy thủy tinh á, bước lấy mấy leo rồi đó, cái kiểu. Dạ không có lần thứ hai này đâu. Dạ không có lần thứ hai này đâu. Thế đâu? Giang lấy tiền ai à? Tiền của tôi à? Anh Diệp đó rồi. Em muốn em bật thử cái em thấy trên hình thôi chưa biết. Cái thằng kia mua tù cái à? Tại sao? Vậy ta là ca sĩ đâu tiền à? Anh cứ nói vậy hoài, ta tưởng em với Diệp quen nhau. Dạ, cả thế giới biết à? Ôi, cười gì? Mày mới là kỳ diệu đó. Hả? Chụp cái hình coi. Vợ tôi sinh nhật tặng cái điện thoại ghê không? Không khiếp thiệt. Ủa dạ. Mà nó hay chỗ nè. Chỉnh màu đúng không? Không. Em từ iPhone em bấm một phát màu nó qua hết đi luôn. Tất cả mọi thứ trong iPhone bấm một phát màu nó qua hết luôn. Em sợ nó gãy nó. Dạ, mình để vô vậy, đừng để ngược ra. Đâu? Nghe chưa, nghe chưa? Nghe chưa? Nhưng mà cầm đã tay đúng không? Cầm đã tay vô. Xài như vậy đúng không? Xài cái tay không nào? Vâng ạ. Ngủ gì vậy? Mở ra. Đây là livestream số 1 thế giới là người ạ. 50 triệu hả? Vâng ạ. Mua cho em lên lông. Hả? Nói gì mà nói? Tôi nói gì mà. Đó, ghê chưa? Giờ tôi mua dưới điện thoại 50 triệu. Sám hồn. Con có quà đâu không? Dạ không ạ. Giờ tôi mua xong cái... Sao giờ anh có xài không? Xài em trả lại. Anh có xài không? Xài em trả lại. Vô lý mình đùng. Giang được Thành theo đuổi, nhưng Harry lại là người theo đuổi Thành. Và Giang theo đuổi ai? Giang là được Thành theo đuổi, mà Harry lại đuổi theo Thành. Harry là người theo đuổi Thành, và Giang theo đuổi ai? Giang là được Thành theo đuổi, mà Harry lại đuổi theo Thành. Con này đố mẹo đúng không anh? Không, đừng hỏi. Đọc lại một lần nữa. Giang được Thành theo đuổi, nhưng Harry là người theo đuổi Thành. Vậy Giang theo đuổi ai? Nhanh! Nhanh đi anh! Hết giờ! Giang theo đuổi Nhã Phương. Theo đuổi Nhã Phương. Theo đuổi Nhã Phương. Giờ anh làm sao dám phủ nhận. Cái câu này có một đáp án rất đơn giản. Giang là người theo đuổi Thành. Thành là người theo đuổi Giang. Nhưng Harry là người theo đuổi Thành. Vậy thì Giang theo đuổi ai? Trong câu hỏi này là Giang không theo đuổi ai hết. Đúng rồi. Nhưng chương trình có một cái luật. Đúng, phải có luật. Đúng không? Chương trình, cái này công bằng nha, cái này công bằng thôi. Chương trình có một cái luật là khi có một câu trả lời không nằm trong danh sách những câu trả lời mà ban tổ chức soạn ra, nhưng mà về tất cả mọi thứ là hợp lý thì chúng tôi chấp nhận cho lên một nấc. Thì và trong câu này thì đó tiếp theo mà vào trong câu này và sao trong anh? Câu này thì theo quý vị thấy là nó hợp lý hay không? Hợp lý. Tôi không biết biên tập nào sáng chế ra câu này. Tôi cười đó lắm. Tôi cười đó lắm. Chính xác.